Xin kính chào tất cả các bạn chị em đã lắng nghe chương trình Môn Đại Hóa Truyền Đạo. Chúng ta đang ở cấp 2, có dấu hiệu là những trái xoài xanh. Nếu chúng ta chưa bấm like và subscribe thì xin bấm like và subscribe ở trên YouTube để khi Phương đăng những bài mới thì chúng ta sẽ nhận ngay trong YouTube. Hôm nay chúng ta sẽ học từ đề số 5 của cấp 2, có tựa đề là Đuổi Quỷ. Đề tài này rất là hấp dẫn và trong bài học này chúng ta sẽ trả lời Ba câu hỏi chính: Quỷ là gì và con người với quỷ có thể hợp tác chung không? Câu hỏi này rất là ngộ nhưng mà chúng ta sẽ xem à, những à, những điều mà chúng ta làm thật sự ra à, chơi chung với ma quỷ nhưng mà có thể chúng ta không biết và nếu chúng ta không muốn chơi chung với ma quỷ và hợp tác với ma quỷ thì làm sao chúng ta có thể đuổi quỷ? Thì trước tiên à, chúng ta sẽ trả lời câu số 1 là quỷ là gì? Ở trong Kinh Thánh, trong sách Luca, Đức Chúa Giêsu xu bèn phán rằng ta đã thấy quỷ sa tăng từ trời xa xuống như chất. Ở trong câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta biết những lẽ thật về ma quỷ như là nguồn gốc của ma quỷ đến từ đâu. Và ở trong sách Khải Quyền thì có thêm vài à, những điều mà à, Sứ Độ Giăng đã được chính Đức Chúa Trời tỏ cho thấy trong những uh, câu ông viết lại thì phương sẽ đọc ở trong chương 12 câu uh, 7 đến câu 9 bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời Mi chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng rồng cùng các uh, sứ mình tranh chiến lại xong chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa con rồng lớn đó bị quăng xuống tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và sa tăng giấu dành cả thiên hạ nó đã bị quăng xuống đất các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. thành ra trong những câu này thì chúng ta thấy à, nguồn gốc của à, quỷ sa tăng là à, mình có thể gọi là chúa quỷ đi. thì à, nguồn gốc của nó ở trên trời và ở trong kinh thánh cho chúng ta biết vài những chỗ khác thì à, cho chúng ta biết rằng quỷ sa là một thiên sứ sáng láng của đức chúa trời, đã dựng nên à, rất là à, tài cao, à, rất là quyền thế. Nhưng mà ở đây uh, có một cái cuộc tranh chiến uh, và và tăng chúng ta có thể hiểu qua Kinh Thánh rằng Satan chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và các uh, thiên sứ khác và không chỉ tăng nhưng mà có những thiên sứ uh, cũng đứng về uh, đứng về bên phía tăng Ở đây nói rằng uh, là Satan và các thiên sứ đó tranh chiến với Mi uh, và những thiên sứ khác nhưng họ không thắng và sau đó họ bị quăng xuống À, cho nên họ không còn ở, ở trên trời nữa thì mình có thể hiểu rằng à, quăng xuống đâu quăng xuống có thể là đất hay là những nơi à, không ở trên trời thì chúng ta thấy qua những câu này đó là sa tăng à, nguồn gốc là một họ tạo của chính đức chúa trời là thiên sứ của đức chúa trời nhưng mà phản nghịch hoặc là chống lại với đức chúa trời và các thiên sứ theo người à, bị quăng xuống đó là nguồn gốc của ma quỷ và khi chúng ta nghĩ đến cái chuyện sự à, chống nghịch đó thì đức chúa trời tượng trưng cho gì và bổn thánh của đức chúa trời là gì? đức chúa trời là đấng tạo hóa, đức chúa trời là đáng tốt lành. À, cho nên chúng ta có thể hiểu rằng nếu ma quỷ chống lại nghịch cùng đức chúa trời thì ma quỷ à, muốn và làm nên những cái điều trái nghịch với đức chúa trời, thành ra trong thế gian của chúng ta nguồn cội của những điều xấu những điều không tốt lành, những điều ác, những sự bại hoại, những bệnh tật à, và những sự chết chóc là đến từ ma quỷ và Satan. À, Thành ra, à, thêm một à, những chi tiết để cho chúng ta biết cách hành động của ma quỷ. Ở trong sách episode chương 6, câu 12, chính sứ đồ Phaolô nói rằng vì chúng ta đánh chặn chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mà tối nạn, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Ở đây cho chúng ta biết những điều mà Phương mới nói rằng những vị thần này là thiên sứ sa nhã, Họ không phải là tốt lành, nhưng mà ở đây Paulo diễn tả họ là những thằng dữ. Họ ở trên các miền, ở trên trời. Và trên trời này, đó nếu chúng ta có thể hiểu rằng có các tầng trời, thì tầng trời mà chính đức chúa trời và các thiên sứ sáng láng của ngài ngự đó thì họ không còn ở đó nữa họ đã bị quăng xuống rồi và họ ở trên các miệng ở trên trời trên chúng à, không chung và hành động ở trên đất này và cũng như là à, đức chúa trời là đấng tạo dựng nên các thiên sứ và có nhiều loại thiên sứ và nhiều cấp bậc thiên sứ có những thiên sứ trưởng giống như là mitchen thì sa là thiên sứ sang ngã cũng bắt trước như là Đức Chúa Trời cho nên ở trong vương quốc tối tâm của ma quỷ đó thế gian màu tối của ma quỷ thì cũng có những uh, cấp bậc và những cái hành động khác nhau có những chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian và cùng các thần dữ uh, và kể cả ma quỷ uh, và ở trong kinh thánh chúng ta có thể hiểu rằng uh, loài quỷ uh, là những loài thường uh, hành động ở trên mặt đất À, làm theo ý muốn à, của quỷ sa tăng. Cho nên chúng ta thấy sơ qua là ma quỷ là loài thọ tạo của đức chúa trời nhưng mà lại phản nghịch với đức chúa trời. Và chúng ta à, hỏi là tại sao? Tại vì ở đây thiên sứ cũng có à, sự lựa chọn, cũng giống như là con người khi mà đức chúa trời dựng nên con người thì chúng ta có sự suy nghĩ và chúng ta có sự lựa chọn. thì thiên sứ cũng có sự lựa chọn và sa tăng và các thiên sứ mà theo sa tăng lựa chọn chống nghịch lại với đức chúa trời và chống nghịch lại tất cả những điều tốt lành của đức chúa trời cho nên những công việc của họ những gia giấy của họ từ à, bậc từ phần à, làm nên những công việc xấu những công việc ác và à, ở trong sách sáng thi ký thì họ cám dỗ loài người để làm theo ý muốn của họ là những điều xấu những điều ác những điều chống nghịch với đức chúa trời đó là nguồn gốc của ma quỷ và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 là con người và ma quỷ có thể hợp tác chung không? À, câu hỏi này rất là ngộ nhưng mà sở dĩ phương đặt câu hỏi này ra tại vì trong uh, những phong tục Á Đông của mình thì chúng ta chơi chung với vị, với quỷ rất là nhiều nhưng mà chúng ta không biết uh, vì chúng ta không uh, uh, chúng ta không có lẽ thật của kinh thánh nhưng mà sau này nếu chúng ta đọc kinh thánh uh, À, sau à, gần đây nhất là ở trong 100 năm gần qua thì tin lành đã được đến đất à, nước Việt cũng như là Trung Hoa cũng như là Ấn Độ và kinh thánh được phổ biến và nhiều người có thể đọc và hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Trời qua lời của chính Đức Chúa Jesus và chúng ta có thể hiểu biết rằng á, là ở trên thế gian này có hai quyền lực thôi, không có một quyền lực thứ hai. Một là quyền lực sáng láng của Đức Chúa Trời hai là quyền lực tối tâm của ma quỷ và uh, tất cả những cái việc siêu nhiên mà chúng ta có thể thấy và kinh nghiệm ở trên thế gian này đó là đến từ một là đức chúa trời hai là từ ma quỷ không có phần thứ ba cho nên nếu mình suy nghĩ như vậy và theo lẽ thật của đức chúa trời thì khi chúng ta đi coi bói và cái người coi bói đó phương không nói những người giả à, lừng gạt ăn tiền nhưng mà những thầy bói mà nói à, loài người gọi là rất là linh đó nói làm sao thì xảy ra như vậy đó thì làm sao họ có cái quyền để mà biết được tương lai hoặc là chúng ta đến một người thầy pháp hay là một người à, chơi bùa hay là ém người ta và cái người đó à, dễ, dễ 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 một cái chữ gì đó à, một cái bùa gì đó rồi chúng ta làm theo lời của người đó chúng ta đem về chúng ta đốt để được chữa lành hay là chúng ta đem để bỏ vào túi áo của ai giấu trong nhà họ để những điều xấu xảy ra cho họ và những điều xấu xảy ra cho họ hoặc là họ gặp tai nạn hoặc là họ bị giết chết đi đó thì cái điều gì làm cho những điều đó linh nghiệm theo như uh, điều ông thầy pháp hay là cái người em đó làm chúng ta phải công nhận rằng có quyền lực À, hành động phía sau lưng đó. Và những quyền lực của Đức Chúa Trời không có để làm những cái điều à, tối tăm như vậy. Cho nên những quyền lực đó đến từ ma quỷ. Khi mà con người à, hợp tác à, và à, phương gọi là chơi chung với ma quỷ đó thì chúng ta cũng có thể à, dùng những quyền phép của ma quỷ và ma quỷ sẽ nghe theo lời à, cầu nguyện của mình, nghe theo lời Uh, thầy đọc của mình nghe theo những cái hợp đồng của mình uh, những cái lời mà chúng ta hứa hẹn dâng hiến cúng tế uh, và ma quỷ sẽ làm thành những cái lời mà chúng ta cầu nguyện hoặc là xin nhưng mà uh, đến đây đó thì phương có một cái điều khuyến khích mọi người chúng ta nếu ma quỷ uh, là những kẻ chống nghịch với Đức Chúa trời và uh, làm những cái điều trái nghịch với sự tốt lành của đức chúa trời và chúng ta chơi chung với những uh, loại như vậy những loại tà linh như vậy thì số phận của chúng ta và kết cuộc của chúng ta sẽ tốt hay là xấu. Ở trong sách thi thiên tác giả nói rằng sự buồn rầu của những kẻ dân của lễ cho thằng khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dân lễ quán bằng huyết của chúng nó cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Ở đây tác giả là vua David nói rằng không có một sự dự phần nào của tôi, tôi sẽ không dân hiến, tôi sẽ không kêu cầu xưng nhận danh của bất cứ những tà thằng nào, những thằng khác nào ngoài Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì sự buồn rầu của những kẻ giống như vậy đó sẽ thêm nhiều lên. Và đây là cái điều mà Phương muốn cho chúng ta hiểu rất là rõ. Mỗi khi chúng ta dự phần vào dù chúng ta biết hay là không biết à, và có nhiều khi chúng ta dự phần vào nhưng mà chúng ta không biết khi chúng ta phương không nói coi bói đi nhưng mà khi chúng ta đọc tử vi khi chúng ta um, um, xin xăm khi chúng ta um, dự phần vào bất cứ những điều gì um, hoặc là ở bên Mỹ thì họ bán ở ngoài chợ như là trò chơi con nít uh, những cái điều để cho người ta cầu cơ um, bất cứ những cái gì mà có một cái quyền lực siêu nhiên phía sau lưng nếu không đến từ đức chúa trời thì đến từ ma quỷ và một khi chúng ta giữ phần vào những điều đó thì chúng ta mở những cánh cửa chúng ta hợp tác chung với ma quỷ và nó sẽ bước vào đời sống của chúng ta và nó sẽ hành hại chúng ta và những sự buông rầu của chúng ta sẽ gia thêm lên ở trong đời sống của chúng ta và có khi chúng ta cảm nhận rằng chúng ta rất là suy xẻo, chúng ta rất là không uh, chúng thời chúng thế chúng ta uh, không có cái gì tốt lành xảy ra ở trong đời sống của mình có thể trong quá khứ của chúng ta, chúng ta đã dự phần và chúng ta vẫn có hợp tác với ma quỷ. Và bởi như vậy, nó hoàn hành ở trong đời sống của chúng ta. Và Phương biết chắc chắn rằng à, vì Kinh Thánh nói rằng ma quỷ đến để à, cướp, giết và quỷ diệt. Cướp những gì? Cướp tất cả những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người. Hôn nhân, con cái, gia đình, công ăn, sự nghiệp. Tất cả những điều tốt mà đức chúa trời ban cho con người một cách thiên nhiên đó Ma quỷ đến để cướp những điều đó và giết chính mạng sống của chúng ta có nhiều người chơi chung với ma quỷ Riết làm những cái điều đó một là họ tự tử hai là họ bị tai nạn rất là nguy hiểm và chết một cách rất là đau đớn hoặc là bệnh và qua đời một cách rất là nặng và quỷ diệt quỷ diệt cái gì quỷ diệt chính linh hồn của chúng ta ở trong lửa địa ngục đời đời thật sự ra thiên đàng không được dựng nên cho con người nhưng mà thiên đàng Đức Chúa Jesus nói được dựng nên để uh, cho ma quỷ và các quỷ sứ của nó vì sao? Vì ma quỷ cũng giống cũng giống như con người chúng ta là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ, sẽ chúng ta sẽ tồn tại đến đời đời linh hồn của chúng ta sẽ tồn tại đến đời đời các vị thiên sứ cũng sẽ tồn tại đến đời đời nghĩa rằng các ma quỷ cũng sẽ tồn tại đến đời đời cho nên sẽ có một ngày đức chúa trời sẽ kết thúc thế gian này và kết án tất cả những điều gian ác kể cả ma quỷ và những kẻ gây nên sự gian ác là chính sa tăng và ma quỷ và tất cả những con người mà đã hợp tác với ma quỷ và đức chúa trời sẽ giam À, tất cả những à, ma quỷ và con người mà dự phần với ma quỷ ở trong một lửa hầu lửa đời đời gọi là địa ngục. Thành ra số phận của con người ở trong đời này sẽ xấu và trong cõi đời đời sẽ bị hủy diệt trong lửa địa ngục đời đời khi chúng ta hợp tác và khi chúng ta chơi chung và dự phần với công việc của ma quỷ. Thành ra à, bởi như vậy đó, chúng ta nếu mà chúng ta suy nghĩ lại trong đời sống của chúng ta hoặc là nếu chúng ta chưa tin nhận Đức Chúa Jesus Christ um, để thoát ly những cái sự kèm kẹp của ma quỷ, những sự hoành hành của ma quỷ trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta quyết định rằng chúng ta không muốn sống ở trong um, vương quốc tối tâm của ma quỷ, thế gian mờ tối của ma quỷ, chúng ta muốn thoát ly khỏi những điều đó, chúng ta phải làm gì? Trong sách Gia Cơ, Thánh Đầu Gia Cơ nói rằng hãy phục Đức Chúa Trời hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Thành ra đến, đến đây, Hương dừng lại một vài phút để chúng ta có thể lựa chọn ở trong đời sống của chúng ta và sự phục Đức Chúa Trời là như thế nào cho chúng ta. Rất là đơn sao. Chúng ta tin ở trong lòng là có một và duy một Đức Chúa Trời là trăng thẳng. Và bởi Đức Chúa Jesus chúng ta được tha thứ và chúng ta được thoát khỏi sự hình phạt của tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được xóa đi tất cả những sự vi phạm của chúng ta nghịch cùng Đức Chúa Trời. Và trong những sự vi phạm đó là những sự hợp tác với ma quỷ ở trong đời sống của chúng ta. Và một khi chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời rồi đó, thì chính Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta khỏi quyền lực của thế giới tối tâm và tất cả những tà linh thế nên nếu bạn muốn thoát ly khỏi thế giới tối tăm của ma quỷ và nếu chúng ta à, không muốn hợp tác với ma quỷ và chúng ta biết trong quá khứ chúng ta đã làm những điều để mở những cánh cửa cho ma quỷ bước vào đời sống của chúng ta thì ngay bây giờ chúng ta hãy bước qua thế giới sáng sáng láng của Đức Chúa Trời và nhận sự tha thứ và sự à, cứu rỗi của Ngài trong danh Đức Chúa Trời Jesus nếu bạn muốn lựa chọn điều đó thì ngay bây giờ hãy nhắm mắt lại và nghe những lời của phương và nói theo một cách à, thành tâm. Xin chúng ta nói những lời này, Chúa Giêsu Christ, ngày hôm nay, con tin nhận ngài, con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi của con, tha thứ những công việc mà con đã hợp tác với ma quỷ trong quá khứ. Lúc xưa con không biết hoặc là con biết, nhưng mà ngày hôm nay con ăn năn những điều đó. Con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ hết tội lỗi của con. Và con cầu xin Chúa Giêsu ngự trong tấm lòng của con, làm chủ đời sống của con. Và con sẽ thờ phượng một mình Ngài suốt cả đời của con. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và nếu bạn đã cầu nguyện để tin nhận Đức Chúa Jesus Christ để thoát ly khỏi thế gian mờ tối của ma quỷ, thì chúng ta hãy tìm đến một nhà thờ tin lành, chúng ta à, học hỏi lời Chúa, chúng ta có cái sự sinh hoạt chung với tất cả những người tin Chúa để làm vững bền đức tin của chúng ta và chúng ta chống cự lại ma quỷ, chúng ta phục đức Chúa trời và bước kế tiếp chúng ta phải chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em vì bây giờ chúng ta có đắng quyền năng nhất ở trên cả thiên nhiên là chính Đức Chúa Trời ngự trong chính chúng ta. Thì làm sao chúng ta có thể đuổi quỷ? Ở trong Mark chương 16 câu 17 nói rằng, vậy những kẻ tin sẽ được các giáo lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ dùng tiếng mới mà nói. Thành ra cách rất là đơn sơ mà chúng ta uh, trừ quỷ hay là đuổi quỷ ra khỏi đời sống của chúng ta đó thì chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu vì nếu chúng ta không tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ thì ma quỷ sẽ à, đắc thắng chúng ta à, Chúng ta không có quyền lực để mà chống trả Tất cả những cái mưu kế của ma quỷ Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta đã cầu nguyện Như Phương đã hướng dẫn Thì chính Đức Chúa Trời đang ngự trong tấm lòng của chúng ta Và Ngài là đáng quyền năng à, Quyền năng hết những à, tà linh ở trên thế gian này Và quyền năng ở trên Chúa quỷ là tăng Thành ra chúng ta tin xong rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta lấy danh của Đức Chúa Sư Chris mà trừ quỷ. Cái điều này như thế nào? Nếu chúng ta cảm nhận rằng chúng ta bị tấn công ở trong tâm trí những cái tư tưởng xấu xa, tự nhiên hiện ra ở trong đầu của chúng ta và có nhiều phương nhiều cách mà ma quỷ tấn công của chúng ta. Có khi chúng ta là những người uh, bình thường nhưng mà có những cái tư tưởng tự tử, uh, nhảy xuống lầu hay là những cái điều đó chúng ta nhận biết rằng cái đó không phải là bình thường cái đó đến từ ma quỷ thì chúng ta nói nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ các tư tưởng xấu xa này các tư tưởng tự tử này phải chấm dứt ngay bây giờ và tà linh à, tối tâm à, phải ra khỏi tâm trí này ngay bây giờ chúng ta nói một cách rất là thẳng thắn chúng ta có cái vấn đề gì thì chúng ta gọi nó bằng tên và chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ và đuổi nó ra và chúng ta có thể làm trong tất cứ những cái lãnh vực nào mà chúng ta thấy chúng ta đang bị tấn công bởi ma quỷ chúng ta thấy ma quỷ đang làm những cái điều xấu xa thì chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ uh, những bệnh tật này phải lui ra khỏi thân thể uh, của mình ngay bây giờ uh, đây là cách đơn sâu mà Phương chỉ đương nhiên có nhiều điều chúng ta nên học hỏi về chính lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ sẽ làm làm vững bền đức tin của chúng ta để chúng ta thi hành quyền mà Chúa ban cho mình để chống trả ma quỷ. Ra đến đây thì Hương kết thúc bằng Roma, những câu kinh thánh ở trong Roma. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Chris, chớ trăm năm về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Và chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác. Nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống. Và dâng chi thể mình cho Đức Chúa, Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Một trong những điều thực tế nhất mà chúng ta có thể đuổi quỷ ra khỏi đời sống của chúng ta đó là chúng ta chống cự lại những cái sự cám dỗ ở trong đời sống của chúng ta. Ma quỷ là kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Thành ra khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta để sống theo đạo đức của Ngài, sự tốt lành của Ngài để làm những việc đạo đức và những việc tốt lành của Ngài. Nhưng mà ma quỷ luôn luôn cám dỗ con người tấn công chúng ta để cho chúng ta làm việc theo uh, sự giận hờn, làm việc theo sự ghen ghét, uh, làm việc theo sự tranh cãi, làm việc theo uh, tất cả những cái điều mận nghịch với sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Cho nên cái cách thứ nhì mà chúng ta có thể uh, làm để mà đuổi quỷ đó là chúng ta vững vàng ở trong đức tin của chúng ta, chúng ta vâng phục theo uh, Đức Chúa Jesus và làm những điều tốt lành mà ngài dựng chúng ta nên để làm và chúng ta đừng có nộp chi thể của mình hoặc tâm trí của mình hoặc là lời nói của mình hoặc là tay chân của mình bất cứ cái gì thuộc về mình chúng ta phải giữ và chúng ta đừng có uh, uh, bị ma quỷ cám dỗ để ma quỷ cám dỗ chúng ta làm uh, những cái điều xấu uh, về lời nói hoặc suy nghĩ về công việc của chúng ta. Thành ra cái đó là cái cách à, thứ nhì mà chúng ta phải già giữ và chúng ta đuổi ma quỷ ra khỏi chính đời sống của mình và có chỉ mình khi chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài ngự ở trong chúng ta và quyền phép của Ngài đầy dậy trong chúng ta thì chúng ta bắt đầu sống và thi hành quyền phép của à, Ngài trên đời sống của chúng ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. và phương kết thúc với Luca đoạn 10 câu 17 và câu 19. À, đây trước khi đó, đó thì đức Chúa chris sai các môn đồ của mình đi ra à, để giảng tin lành, để chữa lành bệnh cho những người bệnh và để à, đuổi quỷ. thì họ trở về à, họ nói như sau: 70 môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng, lạy chúa, vì danh chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. này, ta đã ban quyền cho các ngươi giải đạp rắn, bột cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân không gì làm hại các ngươi được ở đây các sứ đồ rất là ngạc nhiên vì họ chữa lành được những người uh, bị bệnh tật đủ thứ các bệnh tật và khi mà họ đuổi ma quỷ những người bị quỷ nhập uh, thì các quỷ đó lui ra và người ta được chữa lành thành ra họ về họ rất là vui vẻ nhưng Đức Chúa Chris nói đương nhiên rồi vì sao vì ta đã ban quyền cho các ngươi dài đạp rắn, bộ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân chúng ta. Ở đây rắn không phải là những con rắn hay là bộ cạp, nhưng mà tượng trưng cho những quyền lực tối tăm của ma quỷ và không có gì có thể làm hại chúng ta được. Đó là quyền phép của Đức Chúa Giêsu Christ ban cho mọi kẻ tin, tin danh Ngài. Vì chúng ta bây giờ thuộc về con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta thuộc về... À, Vương quốc sáng láng của ngài và ngài ban cho chúng ta quyền phép để dùng danh của Đức Giêsu sì Christ để đuổi quỷ. Phương kết thúc tại đây và phương mong rằng những bài học này rất là thực tế cho đời sống của chúng ta và chúng ta có thể bắt đầu áp dụng và chúng ta có thể thử và xem rằng những quyền phép mà Đức Giêsu sì Christ ban cho chúng ta có quyền, có quyền lực để chống trả ma quỷ ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy chấm dứt đừng để ma quỷ uh, nói trong tư tưởng của mình cám dỗ mình dùng lời nói của mình việc làm của mình để làm nên những điều gian ác thiệt hại cho những người khác thiệt hại cho chính mình của chúng ta nhưng mà chúng ta văn phục Đức Chúa Christ sống một cách đẹp lòng ngài ở trong mọi phương diện và đây đương nhiên là một linh trình chúng ta phải tập và chúng ta phải uh, uh, thường xuyên À, nếu chúng ta có thất bại à, và chúng ta lỡ lời nói gì đó à, hay là lỡ làm cái gì thiệt hại người khác thì chúng ta ăn năn cùng Chúa chúng ta làm lại đúng và chúng ta tiếp tục sống một đời sống trung tính đối với Đức Chúa Jesus Chúa của mình cảm ơn tất cả đã nghe ngày hôm nay à, xin đón xem phần mới à, cảm ơn mọi người